Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các em ở trong phần audio văn học này. Không biết các bạn có còn nhớ hay không, thế nhưng có một nhà thơ đã từng viết trong tác phẩm của mình: những ngọn lửa vô tình chưa kịp có tên, dòng nhựa trong cây mùa xuân trong dòng nhựa, cơn gió ẩn sau buồm chân trời sau biển cả, những nhịp cầu nối hạt cát với ngôi sao, bánh ăn và giấc mộng đưa tôi tới những bến bờ chưa tới được, vượt khỏi mình tôi nhập với trăm phương, nói lời riêng mà thấu triệu tâm hồn, sau đêm tối một ban mai mới mẻ, dấu ngắn ngủi bừng tia chớp lóe, đủ cho anh nhìn thấy mặt em rồi. Trên mái nhà cao vút rừng cây, trên rừng cây những đám mây xô dạt, trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng, thơ tôi là mây trắng của đời tôi. Đọc tới câu thơ này thì có lẽ rất nhiều bạn đã phát hiện ra đây là một bài thơ vô cùng nổi tiếng của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ mang tựa đề là Mây Trắng Của Đời Tôi. Và ngày hôm nay ở trong phần audio này, rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn với phần audio giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Các bạn thân mến, không chỉ được biết đến là một nhà văn, nhà thơ lớn ở Việt Nam, Lưu Quang Vũ còn được biết đến là một trong số những nhà soạn kịch vô cùng nổi tiếng, đặc biệt những năm 80 của thế kỷ 20. Những tác phẩm của ông đều để lại rất nhiều bài học về cuộc sống con người mà đến tận bây giờ, những thông điệp được truyền tải vẫn còn giữ nguyên giá trị. Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, mất năm 1988, là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch. Ông sinh ra tại Phú Thọ nhưng quê ở Đà Nẵng. Cha ông là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, mẹ là bà Vũ Thị Khánh. Tuổi thơ của ông gắn bó tại quê Phú Thọ cùng bố mẹ. Đến năm 1954 thì ông chuyển về Hà Nội sống. Ngay từ khi còn bé, Vũ đã bộc lộ những tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. Từ năm 1965 đến năm 1970, Lưu Quang Vũ nhập ngũ, phục vụ trong quân chủng phòng không không quân. Đây là thời kỳ thơ của Lưu Quang Vũ bắt đầu nở rộ. Từ năm 1970 đến năm 1978, Lưu Quang Vũ làm biên tập cho tạp chí Sân Khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với kịch đầu tay là Sống Mãi Tuổi 17, viết theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ. Có thể thấy rằng là ban đầu, khi bước chân vào văn nghiệp thì Lưu Quang Vũ là một nhà thơ. Thực ra khi chúng ta tìm hiểu về một trong số những tác phẩm tiêu biểu được đưa vào sách giáo khoa, đó là một đoạn trích trong vở kịch Hồn Trương Ba Ra Hàng Thịt, nhiều người đôi khi hiểu lầm rằng là cuộc đời của Lưu Quang Vũ thì chắc là chỉ gắn bó với những tác phẩm kịch thôi. Thế nhưng lại không ngờ một điều rằng đối với Lưu Quang Vũ, cái sợi dây đầu tiên kết nối ông với việc là ông viết thơ, với việc là gì ạ? Ông sáng tác văn học, đó là viết thơ. Quang Dũng có nhiều bài thơ hay lắm. Và những cái sáng tác ở trong thời kỳ đầu của Lưu Quang Vũ, kể cả sau khi ông ấy viết kịch thì ông ấy vẫn tiếp tục làm thơ, viết thơ. Và những bài thơ của Lưu Quang Vũ đã để lại rất nhiều những ấn tượng ở trong lòng bạn đọc. Chắc hẳn rằng các bạn vẫn còn nhớ những vần thơ mà Lưu Quang Vũ đã từng viết về tiếng Việt như thế này: chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói, vầng trăng cao, đêm cá lặn sao mờ, ôi tiếng Việt như bùn và như lụa, óng che ngà và mềm mại như tơ. Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi, như vị muối chung lòng biển mặn, như dòng sông thương mến chảy muôn đời. Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ, quên nỗi mình, quên áo mặc cơm ăn, trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá, tiếng Việt ơi, tiếng Việt xót xa tình. Rất nhiều những vần thơ Lưu Quang Vũ để lại, đó là những vần thơ ban đầu nói về tình yêu trong sáng của mình. Nói về cuộc đời riêng tư của Lưu Quang Vũ thì chúng ta thấy rằng là ông đã kết hôn 2 lần. Lần thứ nhất là với diễn viên điện ảnh Tố Uyên vào năm 1969, và đến năm 1972, cả hai người đều không cảm nhận được cái sự đồng điệu trong nhau. Thế nên là đến năm 1972 thì Lưu Quang Vũ đã ly hôn với diễn viên Tố Uyên. Sau đó thì vượt qua rất nhiều những cái rào cản của gia đình, Lưu Quang Vũ quyết định kết hôn lần thứ hai với nữ sĩ Xuân Quỳnh vào năm 1973. Chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên thì nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên, nữ diễn viên Con Chim Vành Khuyên cho biết,
Ngay cả khi đã ly hôn thì bà vẫn không ngừng yêu Lưu Quang Vũ. Cả Lưu Quang Vũ và Tố Uyên đã có một người con trai chung với nhau, đó chính là Lưu Minh Vũ, hiện đang là một trong những người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam, đang làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Em gái của Lưu Quang Vũ là Lưu Khánh Thơ thì hiện đang công tác cũng làm trong mảng văn học nghệ thuật. Chúng ta thấy rằng là trong cái thời kỳ nở rộ nhất, mặc dù là cái thời điểm mà Vũ đến với Xuân Quỳnh, là cái thời điểm mà cả hai người còn đang thiếu thốn và khó khăn về rất là nhiều vật chất, đặc biệt là về vật chất. Bởi vì Lưu Quang Vũ đã từng tâm sự ở trong một bài thơ của mình rằng là nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ em quờ tay là chạm vào thùng gạo, ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Mặc dù là chúng ta nhìn thấy ở trong đó là gì ạ? À, chúng ta nhìn thấy ở trong đó là những cái sự vất vả, những cái thiếu thốn về vật chất. Nhưng chính căn nhà nhỏ mấy thước vuông ấy đã trở thành tổ ấm tình yêu để cho Xuân Quỳnh sáng tác được rất nhiều bài thơ hay, và Lưu Quang Vũ cũng viết được rất nhiều những tác phẩm kịch hay. Không hiểu sao nhưng từ khi Lưu Quang Vũ đến với Xuân Quỳnh thì sự nghiệp văn học của cả hai người đều nở rộ. Và từ đó khi mà Lưu Quang Vũ bắt đầu bắt tay vào viết kịch thì ngay từ tác phẩm kịch đầu tiên của mình đã được đón nhận, được công chúng đón nhận vô cùng rầm rộ. Và từ năm 1980 đến năm 1988, từ một tên tuổi mà chưa ai biết tới trong giới sân khấu, những cái tác phẩm kịch của Lưu Quang Vũ trở thành những cái tác phẩm mà được rất là nhiều sân khấu kịch gì ạ, đón về để xây dựng cái vở kịch để biểu diễn ở trên sân khấu đó. Và phải nói rằng Lưu Quang Vũ nổi lên như một hiện tượng, như một hiện tượng kịch. Và cái hiện tượng kịch của Lưu Quang Vũ lúc bấy giờ khiến cho dọc từ Bắc vào Nam, cứ mỗi khi chiếu kịch của Lưu Quang Vũ ở trên sân khấu là người người đến mua vé, đứng xem chật kín cả sân khấu đó. Họ cùng khóc, cùng cười với những nhân vật ở trong những cái vở kịch của Lưu Quang Vũ. Và chính điều đó đã cho chúng ta nhìn nhận được rằng là đó là những cái tác phẩm mà mang cái tính thời đại, mang cái tính thông điệp rất là cao. Lưu Quang Vũ được biết đến là một nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng của nền văn học Việt Nam. Kịch và thơ của Lưu Quang Vũ lúc nào cũng vậy, luôn cháy rực khao khát và niềm tin yêu cuộc sống. Dù cho đó là nhẹ nhàng lãng mạn, dù cho đó là gai góc cay đắng, nhưng sâu thẳm ở bên trong thì nó vẫn mang những giá trị triết lý nhân văn thiết thực, đúng như ý kiến của một độc giả đã từng gửi tặng anh: rất lâu nữa đất nước Việt Nam mới có những tác phẩm để đời như của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nhiều người dân Việt Nam luôn yêu mến và nhớ đến anh vì anh đã mang lại cho nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam những bước đột phá mới mà không phải nhà viết kịch nào cũng dám làm. Thật đáng khâm phục. Bên cạnh sự nghiệp nở rộ của mình, Lưu Quang Vũ viết được rất là nhiều những cái tác phẩm kịch hay, làm được rất nhiều bài thơ hay, thì câu chuyện tình yêu của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ cũng là một trong những điều mà khiến cho độc giả bây giờ còn nhớ mãi. Biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, thế nhưng năm 1988, dấu mốc mà xảy ra vụ tai nạn đã khiến cho cả Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ và con chung của họ là Lưu Quỳnh Thơ đã phải vĩnh viễn rời xa cuộc đời này để đi đến với một thế giới khác. Khi mà người ta vẫn nhìn thấy cái khoảnh khắc cuối cùng, bàn tay của Xuân Quỳnh vẫn nắm lấy bàn tay của Lưu Quang Vũ, để rồi nhiều người thắc mắc không biết có phải những dự cảm Lưu Quang Vũ đã đoán được ra từ trước nên mới viết ở trong những vần thơ của mình hay không. Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã trải qua những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tận của con đường. Thế nhưng cuối cùng họ đã thực hiện được lời hứa với nhau. Đó là lời hứa nắm thật chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Các bạn thân mến, đó là những thông tin mà ngày hôm nay ở trong phần audio này chị muốn cung cấp cho các bạn về nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, một trong số những tác giả vô cùng tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Sẽ còn rất lâu nữa thì người ta mới có thể quên đi những vần thơ của Lưu Quang Vũ. Nhưng mà cũng có lẽ
là sẽ không bao giờ những vần thơ đó biến mất. Nó sẽ ở mãi trong trái tim của những người yêu văn học nghệ thuật, những người mà vẫn yêu quý tình cảm của Vũ dành cho Quỳnh và Quỳnh dành cho Vũ. Những vần thơ quen thuộc ấy sẽ còn mãi trong trái tim của bạn đọc. Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, xóa nhòa hết những điều em hứa. Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa, nắng không trong như nắng buổi ban đầu. Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu, xóa cả dấu chân em về buổi ấy. Gối phai nhạt mùi hương bối rối, lá trên cành khô tan tác bay. Mưa cướp đi ánh sáng của ngày, đường chập choạng trăm mối lo khó cỡ. Thức chẳng yên giờ giang giấc ngủ, hạnh phúc con người mong manh mưa xa. Bản nhạc ngày xưa, khúc hát ngày xưa, tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất. Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc, tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau. Riêng lòng anh không quên đâu, chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió. Cây lá với người kia thay đổi cả, em không còn màu mắt xưa. Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa, thương vườn cũ gãy cành và rụng trái. Áo em ướt để anh buồn khóc mãi, ngày mai chúng mình ra sao em ơi. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe audio văn học ngày hôm nay. Và sớm thôi, chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những audio văn học tiếp theo nhé. Chị chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần audio tiếp theo.